Bằng cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Vâng, clip này cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi những sản phẩm cửa hàng cũng đã trưng bày tại đây để cho những vị khách hàng đã chốt đơn, các bác biết những sản phẩm của mình đã được lên danh sách cửa hàng sẽ gửi hàng. Vâng, và clip này cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi cho 4 vị khách hàng đã có đơn chốt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Đặc biệt nhất ở clip này thì quý khách hàng có như thể nhìn thấy một chiếc đài sáp GF305SB. Chiếc đài này thì còn mới nguyên thùng hộp và là hàng chưa qua sử dụng, là hàng tồn kho. Và ngày hôm nay thì cửa hàng cũng đã thông báo lên kênh của buổi tối ngày hôm qua và rất nhiều khách hàng quan tâm. Và cũng có những vị khách hàng chốt sớm thì các bác cũng đã sở hữu được sản phẩm này rồi. Và còn những vị khách hàng mà chốt sau không chốt được sản phẩm thì các bác rất là nuối tiếc với sản phẩm này. Vâng, một chiếc đài cực kỳ là đẹp. Chiếc duy nhất cập bến với cửa hàng là modem 5305SB. Chiếc đài này thì giá trị cũng rất là cao. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã nhận đơn của bác khách hàng có địa chỉ tại phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên rồi. Vâng, và cửa hàng cũng trong buổi tối ngày hôm qua có những chiếc đài radio nhỏ xinh. Với mức tiền tầm trung thì các bác cũng đã chốt được những sản phẩm thì có 4 chiếc về với cửa hàng. Cửa hàng bớt lại một chiếc là 1822. Thì 4 chiếc nhỏ xinh như thế này thì cũng đã có chủ nhé. Và hiện thì bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì ngày hôm qua có về một chiếc đài Đức và một chiếc đài radio gỗ thì vẫn còn này ạ. Vâng, đây những chiếc đài radio như Toshiba sóng 108 này. Đấy. Và những chiếc đài Latina cửa hàng cũng đã trưng bày tại đây. Và những sản phẩm bên cửa hàng thì vẫn còn rất nhiều. Vâng, và clip này cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ đọc danh sách của những vị khách hàng đã chốt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, một chiếc đài Latina bỏ túi và còn nguyên bao da xin gửi cho vị khách hàng có địa chỉ tại Agribank Mỹ Lộc, Nam Định. Vâng, và sản phẩm cửa hàng cũng đã trưng bày tại đây rồi. Tiếp theo sản phẩm nữa là một chiếc đài có bao da, mà modem của chiếc đài này thì là RF728. Chiếc đài ở phía sau này thì là một chiếc đài còn nguyên bao da. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã nhận đơn của bác khách hàng từ sáng rồi, nhưng ngày mai thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh mới gửi hàng cho bác ạ. Và cửa hàng thì thường xuyên là những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn trong ngày hôm nay. Thì những vị khách hàng ở Hà Nội, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ gửi vào buổi sáng của ngày hôm sau. Thì các bác cũng đừng nóng lòng để cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ gửi hàng cho các bác, sẽ nhận hàng. Còn khi clip được đăng tải lên kênh vào buổi đêm muộn, thì trong buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh mới nhận đơn của những vị khách hàng ở xa. Cửa hàng cũng phải nghỉ ngơi và nhận điện của những vị khách hàng tham khảo bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Thì trong ngày hôm đó thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng chỉ thông báo test những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn mà thôi. Còn cũng không có thời gian đóng luôn để gửi xe vào đi buổi chiều. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì gửi xe khách quen của mình thôi. Còn những xe khách của cơ sở khác thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng rất ít là gửi. Trừ khi là thực sự nhỡ lắm thì cửa hàng mới gửi. Còn xe của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì xe đó thường chạy vào 4 giờ 30 phút sáng. Còn những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn thì thường là một là xe lấy chiều, hai là xe lấy 4 rưỡi sáng nhé. Vâng, và cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã nhận được tin của bác khách hàng chốt chiếc đài có địa chỉ tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội này. Bác có trách cửa hàng âm thanh Đức Hạnh là có phải là anh đặt chiếc đài rẻ tiền nên chưa gửi không ạ? Không phải như vậy đâu ạ. Kể cả những chiếc đài đắt tiền như vậy hoặc là những chiếc đài của những vị khách hàng đã chốt đây, điển hình như bác khách hàng có địa chỉ tại Phú Yên chốt chiếc này thì còn chốt trước của anh khách hàng chốt chiếc đài nhỏ cơ mà cửa hàng cũng đã gửi được đâu ạ. Cửa hàng phải test hàng và kiểm tra tất cả sản phẩm trước khi được rời khỏi cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng là một phần đặc biệt nhất. Và những sản phẩm được những vị khách hàng đã chốt thì cửa hàng cũng không gửi ngay trong ngày mà thường xuyên thì gửi vào ngày hôm sau nhé các bác nhé. Thường xuyên thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh gửi vào ngày hôm sau, trừ có những bác khách hàng ở Hải Phòng thôi. Hải Phòng thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có một chuyến xe từ 1:30 chiều đấy, thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ kịp thì sẽ gửi. Còn đâu thì
Thường là cửa hàng âm thanh hạnh ngày hôm sau chỉ có nghe điện và chốt hàng của các bác thôi. Còn lên clip thì hàng sáng hôm sau cửa hàng âm thanh hạnh mới có nhân viên đóng hàng cơ ạ. Vâng, vậy những bác khách hàng mà mua những cuốn băng 250 thôi, cửa hàng âm thanh hạnh cũng rất là trân quý với những vị khách hàng. Đấy là những sản phẩm và được cửa hàng âm thanh hạnh cung cấp, cũng như là những sản phẩm mà được những vị khách hàng đã chốt thì cửa hàng âm thanh hạnh rất là vui mừng rồi. Nhưng các bác cũng đừng trách cửa hàng âm thanh hạnh. Vâng, như bác khách ngày hôm nay đây, có địa chỉ tại Bạch Đằng, quận 2, Bà Trưng, Hà Nội. Bác chốt chiếc đài này mà bác đã trách cửa hàng âm thanh hạnh trong buổi tối, thì lúc đó cửa hàng âm thanh hạnh mới ngồi ăn cơm thì mới xem tin nhắn của bác. Thực sự là cửa hàng cũng rất là buồn. Nhưng sáng ngày mai thì 6:30 bác sẽ nhận được hàng thôi ạ. Cửa hàng thì thường gửi hàng vào Hà Nội vào buổi sáng sớm nhé. Vâng, cửa hàng cũng có một đôi điều để các bác có thể xem clip này. Các bác cũng đừng nóng lòng và vội với cửa hàng âm thanh hạnh, bởi vì cửa hàng âm thanh hạnh thì thường xuyên và ngày nào cũng vậy, chứ không phải là các bác đặt một cái là cửa hàng âm thanh hạnh phải thôi thúc gửi hàng đi, thì thật sự là rất là mệt. Cửa hàng âm thanh hạnh ngủ 2-3 giờ đêm, có hôm 4 giờ đêm mới đi nghỉ cơ. Nên là các bác cũng thông cảm cho cô chủ shop nhé. Vâng, chiếc đài của vị khách hàng có địa chỉ tại Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Bác chốt chiếc đài 305SB, còn nguyên thùng shop và sản phẩm thì cửa hàng cũng đã đang test tại đây rồi ạ. Đang test tại đây rồi. Bác chắc cũng mong sản phẩm này lắm, nhưng khi bác khách hàng ở xa chốt thì Phú Yên thì đi thường cũng vẫn chậm hơn bình thường như thành phố Hồ Chí Minh, chậm hơn đấy nhá. Thế nhưng cửa hàng âm thanh hạnh cũng sẽ cố gắng gửi sớm cho bác, và bác thì thường chuyển khoản trước nên là cửa hàng âm thanh hạnh cũng sẽ gửi hàng nhanh cho bác ạ. Vâng, chiếc đài thì quý khách hàng có thể nhìn thấy cửa hàng âm thanh hạnh cũng đã trưng bày tại đây và được bóc chiếc thùng xốp ra cực kỳ là mới đẹp luôn nhá. Chiếc đài siêu VIP luôn. Cuốn băng của chiếc đài này thì cửa hàng âm thanh hạnh đang thâu là hát sẩm. Bần thần hương huệ. Vị khách hàng tiếp theo có địa chỉ tại chung cư Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chốt một chiếc đàn guitar, một chiếc điện thoại đồng mạ vàng của anh Quốc. Vâng, chiếc điện thoại này thì về với cửa hàng cũng khá là lâu rồi. Sản phẩm thì đây. Chiếc điện thoại của anh Quốc nhé. Rất hiếm đấy ạ. Và anh có chốt một bộ chổi lau đĩa than này. Đấy. Nắp pin thì bật vào cái chổi này nó sẽ vệ sinh. Và anh chốt chiếc đàn guitar. Vâng, anh chốt một chiếc đàn guitar thì có nguyên thùng hộp, cửa hàng âm thanh hạnh cũng đã trưng bày tại đây ạ. Vâng, chiếc đài thì siêu đẹp và tại thời điểm này thì cũng đã là khuya rồi, hơn 1 giờ đêm, cửa hàng âm thanh hạnh mới test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa, và ban ngày thì cửa hàng âm thanh hạnh cũng đã tiếp khách hàng ngày ở cửa hàng âm thanh hạnh, cũng như là có những công việc riêng của cửa hàng âm thanh hạnh, thì tại thời điểm này cửa hàng âm thanh hạnh mới thông báo những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn. Vâng, vậy những vị khách hàng quan tâm kênh của cửa hàng âm thanh hạnh, các bác có thể vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo. Vâng, tại thời điểm này cũng đã là 1:36 ngày 20 rồi nhá.
Vâng, vậy cửa hàng Ấm Thanh Đức Hạnh thì xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng đang quan tâm và ủng hộ các sản phẩm bên cửa hàng Ấm Thanh Đức Hạnh cung cấp. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.